Trận đấu giữa U23 Việt Nam với U23 Guam diễn ra vào tối 6 tháng 9 trên sân Việt Trì. Phú Thọ thuộc khuôn khổ lượt trận mở màn bảng C vòng loại U23 châu Á 2024. Bảng đấu này còn có sự góp mặt của hai đội bóng khác là U23 Singapore và U23 Yemen. Theo thể thức thi đấu được quy định của Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC, chỉ 11 đội đầu bảng chắc suất giành vé vào vòng chung kết. 5 suất còn lại dành cho chủ nhà U23 Qatar và 4 đội nhì bảng có thành tích cao nhất. Để đảm bảo vé đi tiếp, U23 Việt Nam cần phải hướng về chiến thắng trong cả 3 trận đấu sắp tới. Trận ra quân đối đầu đội bóng bị đánh giá thấp nhất là U23 Guam, U23 Việt Nam được dự đoán sẽ giành thắng lợi thuyết phục. Các cầu thủ U23 Việt Nam đã thể hiện được những sự tiến bộ lớn trong khoảng 1 năm qua. Sau thất bại ở SEA Games 32, U23 Việt Nam thi đấu đầy tự tin để giành chức vô địch U23 Đông Nam Á trên đất Thái Lan cách đây 2 tuần. Đây mới là lần đầu tiên U23 Guam tham dự đấu trường châu Á. Dù có một số cầu thủ đến từ Mỹ nhưng về cơ bản đội bóng này khó hứa hẹn vào khả năng tạo nên bất ngờ. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Việt Nam từng đánh bại Guam với tỷ số 11-0 vào năm 2000. Soi tỷ lệ kèo châu Á, 0-5/1/2, kèo chấp lên tới -5/1/2 nhưng điểm ăn cửa U23 Việt Nam vẫn không ngừng biến động theo hướng giảm trước giờ bóng lăn. Điều đó cho thấy khả năng mang về niềm vui cho nhà đầu tư của đội chủ nhà được đánh giá cao trên sàn giao dịch. Chọn U23 Việt Nam. Soi tỷ lệ kèo tài xỉu, 6-1/4, cùng niềm tin dành cho đội cửa trên, kèo tài được đánh giá là lựa chọn hợp lý ở trận đấu này. U23 Việt Nam hứa hẹn sẽ nỗ lực tối đa để ghi thật nhiều bàn thắng vào lưới đối thủ lót đường, tạo lợi thế cho cuộc đua giành vị trí đầu bảng C. Chọn tài.